mày coi cây nói tao đỏ rồi. Loại bỏ mức DC là mức offset. Ví dụ dữ liệu của mình nó dao động, nó nhảy xung quanh cái mức offset nào đó thì nó bỏ ở một chỗ này. Mày theo cô mình lấy lấy cái phần của dao động. Và bước thứ hai là mình chọn tập dữ liệu. Mình sẽ phải là select branch. Chọn tập dữ liệu là sao? Xem mùa đây là đầu tiên để mẫu thứ nhất và mẫu thứ hai
dữ liệu đầu tiên để em đi ước lượng á, và em insert, em cứ để tên mặt mình đây, hoặc là em cứ đổi tên là dữ liệu đi ước lượng thì đó tùy em, và cô để tên mặt mình đây insert. Như vậy khi mà cô chọn dữ liệu đi ước lượng nó sẽ ra danger team ở đây, và tiếp tục nó sẽ để tên tiếp theo sau khi mình insert xong á, nó sẽ chuyển tên. Bây giờ danger DV, V là viết tắt của từ validation, là dữ liệu đó đi đánh giá là nhiều, thì mình lại sửa lại như chỗ này, và mình sửa lại là mình sẽ lấy dữ liệu từ 6001 tới dữ liệu cuối cùng của mình là 8000. Đó là mình muốn chính xác thì mình gõ, còn không đó mình làm chơi nhanh thì mình kéo thả chỉnh hình lại coi lần sau. Có hai cách. Giờ và mình insert. Sau khi insert xong nó sẽ xuất hiện DV ở đây. Và mình đã thao tác chọn dữ liệu xong rồi. Vậy mình đã xong cái bước là gì? Xử lý sơ bộ dữ liệu. Tới bước thứ ba, chọn cấu trúc của mình. Rồi. Bây giờ mình sẽ đi ước lượng. Cho đó mình đi ước lượng, mình phải lấy cái dữ liệu danger DV chỗ này, mình kéo qua đây để mình xử lý ở phía dưới này. À, cái khung dữ liệu này dùng trên đây và dùng dưới đây, và mình đang đi ước lượng, em thấy chữ estimate ở đây không? À, và mình muốn đánh giá nữa thì mình sẽ kéo cái khung data DV là dữ liệu DV, mình quăng ở chỗ cái khung là dữ liệu validation. Yeah, mình kéo qua, mình quăng qua đây để mình rửa vậy. Là tại cô kéo nhấn chuột trái và kéo lặp 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 Vậy em phải làm cái đây tờ DV là màu xanh thì em mới nhận dạng đúng. Xanh nhưng cô kéo quá màu đỏ. Chỉ cần một cái sai nó lộn tung phèo lên á. Cô lấy màu đỏ kéo quá rồi. Mà tôi không có tin, nhiều khi là chứ kết quả của em là sao? Đẹp đó. Không chắc cô nghi ngờ, cô bắt em phải chạy lại. Mà chạy ráo luôn. Như mẹ em đánh giá là xong với cô rồi đó. Cô mà đánh giá gian lận là điểm em chuẩn bị như dưới năm. Đúng chưa? Thành ra là em phải trung thực tốt quá. Bây giờ chọn cấu trúc mô hình đây. Em sẽ chọn vào dòng polynomial model. Polynomial chính là cái mô hình đa thức. Chọn vô cái chỗ này. Với MATLAB của cô là nó chọn này. Có một số MATLAB khác mà nếu em mở ra thì em cùng. Và khi em chọn vào cái khung polynomial, em sẽ cho có các cái dạng cấu trúc mô hình mà về cái đọc á, và em chọn một trong hai cái, nó đang để mặt mình sẵn cấu trúc Andris, và em có thể sổ xuống cái khung này để thấy là em có thể tùy chọn cái cấu trúc ARMAT, OM và gì. Vậy trong cái phần mình đang làm ở cái phần mà nhận dạng mô hình không không số ở câu hỏi số 4 á, là cô đòi hỏi của em là trong lúc mà trong với dữ liệu mà không có nhiễu á, em phải chọn cho cô tất cả bốn loại cấu trúc. Em lần lượt từng bốn loại cấu trúc và em thử nghiệm để ra kết quả cho cô. Bây giờ cô chọn cấu trúc đầu tiên, cấu trúc dễ nhất là cấu trúc ARX. ARX. Yeah. Như vậy nó sẽ có ba con số NA, NB, NK. Ba con số này ý nghĩa như thế nào? Yêu cầu nhà nhà đọc á, cho con đi đế á. Xong rồi. Xong rồi nha. Đức đọc chưa Đức? Tao tập cùng, tao cùng với mày mà, tao cùng với mày mà. Tao giống mày, mày đọc chưa? Mặt 1, mặt của hệ thống là như thế nào? Ví dụ cho bởi hàm quyền từ mặt của hệ thống là xét như thế nào đi? Điều khiển tự động. Nếu mà hệ thống cho dưới dạng transfer function thì mặt của hệ thống xác định sao? Mặt của mẫu, mặt của phương trình đặt trên hay là mặt của mẫu số hàm quyền vòng kiếm, đúng không? Nếu mà chơi với dạng hệ phương trình trạng thái thì mặt của nó xác định sao? Số biến trạng thái hay là số cấp của ma trận? À, như vậy mặt của hệ thống cho ta biết điều gì? Biết được độ phức tạp của hệ thống. Nếu mà bậc càng lớn thì càng cao. Và cho biết được số biến trạng thái luôn. Ví dụ
do đó nếu mà hai bồ thì tôi tối thế. Nhưng mà trong thực tế các đối tượng của em nhiều khi không rõ. Em bị đóng với cái hộp đen, thông tin em không rõ ràng, em chỉ biết được input và output. Như vậy em phải dò sao mà để ra được cái hệ thống của mình sẽ có cấu trúc nào, RX, RMAX, OM, EBG và bật như thế nào là đúng. Thì lúc này tôi đang làm thử nghiệm, ví dụ giờ tôi uống tuyết và tôi đang nhận dạng cái bồn nước hai bọt. Ồ, mà tôi đang thử nghiệm, tôi sẽ đi dò thấp nhất là đầu tiên thấp nhất là bọt 1, bọt 2 vân vân lên bọt cao. Nhưng mà cái thứ hai em còn phải lưu ý nữa về nguyên tắc nhận dạng. Tất nhiên với những cái cấu trúc mô hình bậc càng cao thì càng gì? Chính xác. Thì tương ứng giống như là cái câu chuyện họ đi mua hàng hôm nay thứ sáu vừa rồi, nó là cái ngày nổi tiếng trên toàn thế giới, gọi là ngày gì? Black Friday. Đúng rồi, Black Friday. Black ngày đó sao? Black giảm giá đúng không? Giờ mình là sinh viên mình đâu có mặc đồ hiệu không? Đúng chứ? Ví dụ cô sinh viên nên mặc đồ hiệu á. Thành ra là gì? Có tiền mà không có gì. Mua tủ lạnh không thể điện máy sao? Mặc đồ hiệu đấy thì mình chỉ có cái ngày đó là khuyến mãi. Con gọi thay không học vui lắm. Giờ em chỉ có 200.000 trong túi thôi, mà em phải đi săn một cái áo hiệu. Vậy em săn như thế nào? Tất nhiên 200.000 á là em thấy là em không lựa được những cái áo hiệu vào thời điểm bình thường đúng không? Thành ra là gì? Em phải lựa vào những cái thời điểm tốt nhất. Thời điểm tốt nhất ở đây tương ứng là cái cấu trúc của mô hình là phù hợp nhất, mà nó sao mà có thể xem như là cái áo có thể nó đủ đơn giản một chút xíu để nó thỏa mãn cái nhu cầu hiệu của em. Nếu mà cái hiệu của em mà chọn càng mà hiệu mà càng xịn á, nghĩa là mặc dù Black Friday hay không á, nó cũng rất là cao. Như vậy cái giá tiền của mình giống như là cái cấu trúc mình đặt ra là nó phải đơn giản nhưng mà nó đạt được cái mục tiêu chung của mình đồ hiệu. Thì tương ứng là mục tiêu chung của mình trong nhận dạng là phải đạt được là mô tả đầy đủ cấu trúc hệ thống. Thành ra em hiểu là gì, nếu mình có tiền nhiều thì chắc chắn là mình mua được cái áo đẹp rồi. Nhưng mà cái chuyện đó là quá dễ, không ai nói làm gì. Bây giờ mình rất tiếc nhưng mà đòi hỏi mình phải mua được cái áo đẹp. Vậy bài toán ở đây cũng giống như bài toán của nhận dạng, mình sẽ chọn cái cấu trúc mô hình thấp nhất có thể mà mình nhận dạng được đúng. Mà mình biết là gì, cấu trúc mô hình càng cao thì nhận dạng là đúng. Như vậy cái bài toán thì nó hơi có cái sự nghịch lý, cấu trúc mô hình càng thấp thì nhận dạng có thể là càng sai. Nhưng mà bây giờ mình chọn cái thấp nhất có thể để nhận dạng đúng nhất và mình lựa chọn. Chứ nếu mình chọn càng cao, cấu trúc càng cao mà mình trả lời ở đây đúng mô tả có hệ thống á, thì xem như câu trả lời nó không đúng. Tại vì em biết mình đang nhận dạng là gì? Nhận dạng gì đây? Bảo mập. Đối tượng. Bảo mập. Mà nhận dạng đối tượng để làm cái gì vậy em? Nhận dạng này để làm cái gì? Em có biết mục tiêu mình đi tìm mô hình toán này để làm cái gì không? Đây là nội dung của bài tập đầu tiên mà tôi giao cho lớp. Nhớ bài tập đầu tiên mà tôi giao cho lớp không? Tìm các ứng dụng của mô hình. Có đứa làm ứng dụng đó là gì? Dự báo. Có đứa ứng dụng đó đi mô phỏng. Có đứa ứng dụng đó đi thiết kế bộ điều khiển. Học xong môn này giờ hỏi đi nhận dạng để làm gì, biết trả lời xong rồi không hiểu gì hết trơn rồi. Như vậy nếu mà cái cấu trúc mô hình của em nhận dạng càng phức tạp á, thì cái việc thiết kế bộ điều khiển của em rất là khó, và cái việc thực thi trong thực tế là xem như là impossible mission, nghĩa là có khả thi. Do đó